giá xe Toyota Vios niêm yết và lăn bánh tháng 12 năm 2021. Toyota Vios sở hữu thiết kế trung tính, trang bị ngoại thất, nội thất, các tính năng đã được bổ sung và nâng cấp ở phiên bản mới. Tuy nhiên, phần khung gầm, thân vỏ vẫn được cho là thiếu sự chắc chắn và an toàn khi xảy ra va chạm. Đối thủ cạnh tranh với Toyota Vios trong phân khúc xe sedan hạng B tại thị trường Việt Nam gồm Hyundai Accent, Honda City, Mazda2, Suzuki Ciaz. Mitsubishi Atrai, Nissan Sunny, Toyota Vios 2021 có 7 màu ngoại thất gồm: bạc, đỏ, nâu, trắng, trắng ngọc trai, vàng, đen. Ngoại thất, Toyota Vios 2021 sở hữu lưới tản nhiệt mới hình thang đi cùng cản trước tái thiết kế, tạo ra dáng vẻ vững chắc cho chiếc xe đan. Hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn pha và đèn sương mù dạng LED. Giải đèn LED định vị ban ngày thiết kế vuốt dài tạo điểm nhấn cho đầu xe. Vios 2021 được trang bị bộ mâm đúc 15 in màu đen ánh thép khá ấn tượng. Trong lần nâng cấp mới nhất đầu năm 2021, Toyota Vios G CVT đã được bổ sung thêm tính năng kiểm soát hành trình, cảm biến hỗ trợ đổ xe trước, sau, camera lùi tiêu chuẩn theo xe. Trong khi bản EMT trang bị camera lùi tiêu chuẩn, nhưng lại không có cảm biến hỗ trợ đổ xe đèn sương mù phía trước. Xong, gương chiếu hậu trên bản này có thêm gương chiếu hậu chỉnh, gập điện, phanh tan trống phía sau đã không còn mà thay vào đó là phanh đĩa. Riêng phiên bản GRS được trang bị lưới tản nhiệt dạng tổ ông phủ lớp sơn bóng, gương ngoài sơn đen kết hợp bộ vành thể thao và cánh gió sau ấn tượng. Nội thất Khoang cabin của Toyota Vios mới được trang bị nhiều tiện nghi như màn hình trung tâm 7 inch, ghế ngồi bọc da trên bảng cao cấp và nỉ trên hai bản thường, vô lăng bọc da ba chấu, hàng ghế 2 có khả năng gập 6, 4 để gia tăng khoang hành lý, điều hòa tự động hai vùng trên bảng cao cấp và chỉnh tay trên bảng cơ sở. Đồng hồ analog được thay thế bằng cụm đồng hồ ốc ti trần hiện đại hơn. Chi tiết nâng cấp trên Toyota Vios 2021 xuất hiện ở hệ thống giải trí với đầu CD được chuyển sang DVD kết hợp mạng. Hình cảm ứng hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua hai hệ điều hành Apple CarPlay và Android Auto. Trang bị ghế nỉ trên bảng EMT đã được thay thế bằng ghế da Simili Toyota Vios phiên bản thể thao sở hữu loạt trang bị như cụm đồng hồ Talo Opti Trần với viền đỏ tạo sự khác biệt và thể thao hơn Logo GRS trên nút bấm khởi động, cần số được bọc da, khâu chỉ đỏ Toàn bộ ghế ngồi được bọc da với tông màu đen và chỉ theo màu đỏ nổi bật cùng tựa đầu có biểu tượng GRS, Ghế ngồi dạng thể thao ôm sát lưng người lái hành khách kết hợp với lẫy chuyển số được tích hợp trên vô lăng cần số ở vị trí M. Động cơ, Toyota Vios 2021 vẫn được trang bị động cơ 1.5L Dual VVTi hút khí tự nhiên cho công suất tối đa, mô men xoắn cực đại lần lượt là 107 mã lực tại 6.000 vòng 1 phút, 140 Nm tại vòng tua 4.200 vòng 1 phút, đi kèm hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Trang bị công nghệ an toàn, Tất cả các phiên bản Toyota Vios 2021 đều được bổ sung một số tính năng an toàn tiện nghi như hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp, EBS trên Vios GRS, dê ecvt tính năng tự động khóa cửa theo tốc độ trên Vios dê, đèn chờ dẫn đường, đèn chiếu sáng tự động bật tắt và hệ thống mã hóa khóa động cơ trên Vios ECVT, cảm biến sau hỗ trợ người lái Vios EMT khi lùi xe trong không gian hẹp. Các trang bị an toàn khác có thể kể đến hỗ trợ lực phanh khẩn cấp hệ thống chống bó cứng phanh ổn định thân xe phân phối lực phanh điện tử kiểm soát lực kéo hệ thống báo động hỗ trợ khởi hành ngang dốc ưu điểm đa dạng biến thể vận hành bền bỉ phụ tùng thay thế sửa chữa dễ tìm kiếm giữ giá khi thanh khoản nhược điểm giá bán tương đối cao so với các đối thủ cùng phân khúc nội thất thiếu tinh tế cách âm kém vận hành ở tốc độ cao trên cao tốc vẫn còn chút chòng chành kém ổn định